Kính chào bà con nông dân, tôi là Minh và chúng ta cùng quay trở lại với câu chuyện cacao bền vững. Tôi hiện đang có mặt tại khu vườn của chú Mười Nước, là một nông dân trồng cacao hơn 8 năm tại khu vực Vĩnh Long. Tuy đã vào mùa khô, tuy nhiên vườn của chú lại ra trái rất là năng suất và hiệu quả. Hãy cùng theo chân tôi để tìm hiểu xem chú có những cái bí quyết gì để có thể đạt thành công như vậy nhé. Dạ, con chào chú Mười. Dạ, lâu quá không gặp chú. Dạ, hôm nay con đến con xin phép phỏng vấn chú một xíu cho các bà con nông dân trồng cacao khắp cả nước biết tới mình ha. Dạ, chú có thể giới thiệu sơ qua là chú tên gì và hiện đang trồng cacao tại khu vực nào không ạ? Tôi Nguyễn Văn Nước, sinh năm 1967, là chỗ ở hiện nay là ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tôi trồng cacao này khoảng năm 2017, là cách nay cũng 6-7 năm gì đó, cũng không nhớ chính xác. Thì, nhưng mà thu hoạch năm nay là cũng cả 4-5 năm vậy. À dạ. À, không biết thì cái cơ duyên nào mà mình biết được đến cây cacao để mình trồng? Cây cacao này thì hồi trước có hội nông dân xã mấy ông khuyến khích trồng cacao, thì có nhà máy cacao ở Bến Tre qua là hỗ trợ nông dân, là đến nay thì nhà máy thì nói hỗ trợ vậy nhưng mà thực tế là như mấy ông cho luôn chứ không có trả tiền lại. Dạ. Dạ, dạ. Hiện tại thì tuy là đang vào mùa khô nhưng mà vườn của chú lại rất là đẹp, rất nhiều cây, thì chú có thể chia sẻ những cái biện pháp canh tác của mình làm sao mà đạt được cái hiệu quả như vậy không ạ? Nói chung là mình cũng là đam mê nó, thành ra mình mới chăm sóc, là phân bón, nước nôi, đồ tỉa cành tạo tán rồi mới được đạt được vậy, chứ còn nghĩ không dễ gì đạt được. Dạ. Chú có những cái lời khuyên nào cho những cái bà con nông dân đang không có đạt được cái hiệu quả bởi vì những cái vấn đề như chú vừa nói được không? Nói giờ là khuyên bà con nông dân, đều mình cái người mà chưa có trồng được á, thì nếu mà không có am hiểu, không biết kỹ thuật thì đến đây tôi sẽ chia sẻ. Cái gì tôi biết thì tôi sẽ chia sẻ lại. Còn cái người mà đã có canh tác, có trồng cacao rồi thì bà con cũng nên là mình trồng cái gì là mình phải đam mê cái đó. Là mình phải chăm sóc, rồi phân thuốc, rồi là phải công cán này nọ. Mình phải để cành tạo tán, cây nó thông thoáng, nó mới là có ánh nắng vô, nó quang hợp, nó mới là cho bông cho trái đầy đủ. Dạ, cháu thấy là chú rất là đam mê cây cacao, thì không biết là so với những cái cây trồng khác thì cacao có những cái ưu điểm, nhược điểm gì mà chú có thể thấy được ạ? Nói về cây cacao thì nó rất là nhẹ công, nhẹ thuốc, là mình chỉ có chăm sóc đơn giản thôi, là nó có là phân bón đầy đủ là nó có bông rồi, có trái rồi, nó có bông là có trái. Dạ. Vậy thì không biết là diện tích của mình đang trồng cacao là bao nhiêu hecta và cái thu nhập của mình có ổn định không ạ? Diện tích của tôi thì khoảng cỡ 7.500 mét. Tôi trồng sen trong vườn không ạ? Dạ, hiện tại được bao nhiêu tấn trái mỗi năm ta? Nếu mà bình quân mỗi năm là nó khoảng 5 tấn nhưng mà năm nay nó sẽ hơn 5 tấn. Dạ. Ừ. Dạ, vậy thì cái thu nhập từ cacao có đủ để trang trải những cái cuộc sống hàng ngày không ạ? Nói chung cũng nhờ cacao với dừa, chứ nếu cacao không thì cũng hơi khó. Dạ. 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 Mình trồng sen giữa cacao với dừa. Dạ. Dạ thì nhưng mà cacao bây giờ là thu nhập bây giờ tiền hơn dừa đó. Dạ. Vậy thì chú có những cái lời khuyên nào cho tới những cái người đang có ý định trồng sen cacao với dừa, hay là những cái người nông dân khác đang có ý định muốn trồng cacao không thôi, thì chú có lời khuyên nào không? Thì nếu mà tôi khuyên nên trồng cacao sen dừa. Tại vì nếu mình trồng cacao không thì cacao không, nếu mà nó chản quá thì nó sẽ bị cháy lá. Còn mình trồng, nếu mà trồng không là mình phải trồng làm sao mà cho có cái cây che bóng mát bớt, chứ để mà cacao là gặp nắng không là nó sẽ bị cháy lá, nó không được tốt. Niềm vui thu hoạch cacao thì rất là vui. Dạ, là nhiều trái là mình vui rồi. Ừ. Dạ. Vậy thì chú còn những lời nào muốn nhắn gửi tới những người dân trồng cacao khác ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam không? Nói chung là cây cacao mặc dù cái kinh tế nó không cao nhưng mà nó rất là nhẹ chi phí. Là bà con nông dân nếu mà ai khoái cacao thì nên trồng. Nó, dạ.
nó sẽ tương lai nó sẽ có giá nữa chứ không phải vậy thôi. Với khu vực Vĩnh Long vô cùng tiềm năng ở cái cây trồng cacao này thì chú có những cái đóng góp gì để có thể phát triển được cái diện tích đất trồng cacao không ạ? Thì với cái nguồn tiềm năng của cây cacao là theo tôi thấy cái vùng đất là của Vĩnh Long này nó cũng thích hợp để trồng cây cacao, nhưng mà hiện tại thì cái giá là cái trái cacao bán cũng giá cũng chưa được cao lắm, chưa hấp dẫn lắm. Mà cái vườn của tôi thì tôi thu hoạch tôi cũng phái rồi, mà nhiều người đã ở tham quan là vườn tôi, họ cũng có ý định là để trồng cacao, nhưng mà họ nói cacao thì phái nhưng mà cái trái cacao bán không được cao giá, mà cái giống là cacao lại mua mắc quá. Thành ra tôi có cái kiến nghị như vậy, là đối với mặt là chính quyền nhà nước có thẩm quyền, hoặc là công ty là thu mua cacao là có thẩm quyền, thì tôi yêu cầu là các nhà chức trách có khả năng là tạo điều kiện để hỗ trợ cho là cây giống cho nông dân, để người ta họ phát triển cây cacao càng lớn mạnh hơn. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì những cái người tham quan cái vườn chú thì họ có nói gì không? Có ý kiến gì không ạ? Họ rất là mê, là họ lợi là vườn tôi tham quan là họ rất là phái muốn trồng cacao, nhưng mà họ nói là bây giờ cây giống thì mắc quá, mà cái giá thành cacao, cái giá bán cacao thì nó cũng chưa được hấp dẫn lắm, mà nếu mà là được nhà nước là được là công ty cacao hỗ trợ phần nào cây về cây giống là họ sẽ là tích cực trồng cacao nhiều thêm nữa. Dạ, dạ, dạ. Vậy thì cảm ơn chú nhiều vì đã chia sẻ những cái rất là tâm huyết của chú ở cái vườn cacao này. Và kính chúc các bà con nông dân đang xem video này có thể có một cái mùa canh tác bội thu, và xin hẹn gặp lại bà con trong những cái số khác.